Kính thưa toàn thể các bạn học sinh của khối cấp 2 trường cơ sở Thiết Thắng, thưa các vị khách quý, hàng năm vào những ngày hè và tiếng ve dân gian thì chúng ta lại gặp mặt nhau ở một cái không gian rất là đẹp, rất là trang trọng để chúng mình ôn lại những cái kỷ niệm buổi chúng ta còn nhỏ cắp sách đến trường. Tôi hôm nay được các bạn giao cho cái trọng trách là có lời khai mạc buổi gặp mặt này. Cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tất cả các bạn của nước ta có một cái sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, làm ăn gặp nhiều may mắn và thật bình an trong cuộc sống. Xin chúc mọi người đều thành công. Mong rằng là mọi người đến với buổi gặp mặt này với một tâm trạng thật là vui vẻ và hân hoan. Sau đây xin giới thiệu bạn lớp trưởng, bạn Nguyễn Khả lên có lời phát biểu với lớp. Xin mời bạn Khả. Mình hôm nay mình rất là vinh dự được tri ân với tất cả các bạn khối khóa 81/84. Sau đây mình cũng có đôi lời để tri ân với tất cả các bạn, mời các bạn lắng nghe. Thưa toàn thể các bạn, cựu học sinh, sinh viên khóa 81/84 thân mến, tôi Vũ Thả rất vinh dự được thay mặt cho ban tổ chức lớp xin phát biểu khai mạc buổi họp mặt đặc biệt ngày hôm nay. Xin các bạn cho một tràng vỗ tay để cổ vũ. Thưa các bạn, trong giây phút này tôi rất là hạnh phúc và xúc động. Tôi hạnh phúc và xúc động về hôm nay có mặt đông đủ các thành viên trong gia đình khóa 81/84 của chúng ta. Cứ mỗi một năm đến dịp này, tập thể cựu học sinh viên khóa 81/84 lại dành một ngày để cùng nhau ngồi ôn lại những kỷ niệm về một thời học sinh sôi nổi, đẹp đẽ, đầy mơ ước của tuổi mới lớn, và dành cho nhau những lời thăm hỏi, trao cho nhau những tình cảm thật đẹp đẽ. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không các bạn? 38 năm, một thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Trong thời gian này, tất cả các thành viên trong gia đình khóa 81/84 chúng ta đã trưởng thành, đã chọn được một con đường đi riêng cho mình. Vì vậy mà ai cũng rất nhiều lo toan bận rộn trong cuộc sống, nhưng về tình cảm một thời học trò, và cũng là mãi mãi chúng ta đều đã cố gắng để tổ có được một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Tuy nhiên cũng có rất nhiều lý do mà gia đình khóa 81/84 chúng ta chưa được đông đủ. Tôi chắc chắn trong những năm sau này, đặc biệt là sang năm, chúng ta sẽ có mặt đông đủ ở những ngày tháng mà gia đình khóa 81/84 chúng ta dành cho nhau rất là nhiều sự thân mật, yêu ái, hạnh phúc và tràn đầy những niềm vui trong cuộc sống mà hàng ngày chúng ta đã trải qua. Bên nhau thật sự là vui vẻ, phải không các bạn? Những kỷ niệm đẹp không bao giờ đối với tôi và các bạn. Tất cả chúng ta ngồi hôm nay luôn luôn trân trọng và đừng bao giờ lãng quên. Cuối cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến mọi thành viên trong gia đình khóa 81/84. Chúc các bạn ai nấy đều trẻ khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc cho đại gia đình khóa 81/84 chúng ta luôn luôn đoàn kết. Chúc cho buổi họp mặt hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các bạn khóa 81/84 của chúng ta, và gia đình xin sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành
Thưa toàn thể các bạn, sau đây cớ xin thông qua tài chính thu chi của lớp khóa 81-84 từ ngày 24 tháng 5 năm 2021 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022. Tất cả số bạn tham gia lớp mình là 39 bạn, trong đó có mặt trong buổi họp lớp đóng tiền chân quỹ là 300.000 đồng, còn lại những bạn vắng mặt là đóng 200.000 đồng. Riêng bạn Cao Quân và bạn Thí Liễu đóng 500.000 đồng, bạn Anh Còi đóng 600.000 đồng, bạn Đỗ Quân vắng mặt, bạn Đỗ Quân vắng mặt không đi nhưng vẫn đóng đủ số tiền chúng ta đưa ra, tổng thu được 9.800.000 đồng. Chi ngày 25 tháng 4 năm 2021 550.000 đồng, chi 4 tháng thiếu 4.500 bằng 2 triệu đồng, chi 1 chuyến xe chi viếng mẹ bạn biết hết 1 triệu đồng, chi 2 đám tỉnh 2 đám nhân 300 bằng 600.000 đồng, chi thăm hỏi ốm đau 3 bạn với bạn 200 hết 600.000 đồng. Tiền quỹ của năm 2021 còn 5.421.000 đồng, tổng chi hết 14.040.000 đồng. Tớ lấy tổng thu bù chi quỹ của lớp mình còn dương 1.181.000 đồng. Bravo. Lớp mình nghe rõ chưa? Quỹ còn dương 1.181.000 đồng. Tớ muốn hỏi ý kiến các bạn, nói thêm nữa có thêm ý kiến gì không ạ? Nếu các bạn không có ý kiến gì thì chúc cho các vì là có khi là thực sự ra là mình học nhau là lâu rồi ấy, cho nên là cái chuyện mà nhớ mặt mang máng luôn, nhưng mà theo tớ là bạn và anh là nên giới thiệu là hiện nay là đang làm gì, có mấy đứa con có đã xây dựng chưa này, theo tớ là như thế. Các bạn nghe bạn Hiệp nói vài câu nhá. Thưa các bạn khóa 81-84 thì không biết tâm trạng của các bạn như nào, nhưng mà cái nhóm Zalo của bạn Tả đập ra đấy thì đúng là cứ mong mãi cái ngày này. Hai bố con đêm qua là tao thức cả đêm, nhưng mà con bé là nó vẫn đi đấy, chưa ngủ dậy. Cũng hy vọng rằng là những năm sau bạn nọ giới thiệu bạn kia, ví dụ như mình cũng phải nói là năm nay là mình câu được bạn Hiệp vào đấy, năm nay là câu được bạn Hiệp vào, thì mong rằng các năm sau bây giờ chúng mình gọi là cũng đầu năm rồi, người ta còn bảo là còn đi mua vui cơ mà. Đấy, cho nên mình cũng cố gắng cả năm gặp nhau có một cái sự kiện này, thì mong các bạn giới thiệu những bạn khác. Tại vì theo mình biết là cũng một số bạn là cũng muốn tham gia nhưng mà cũng muốn những kênh thông tin đi đâu đấy, thì mong các bạn sau khi chúng mình chia tay cuộc vui này thì các bạn có điều kiện nào bạn giới thiệu các bạn đấy, thì chúc các bạn là mãi mãi trẻ tươi xinh đẹp, bạn gái trẻ tươi xinh đẹp và các bạn nam thì cũng mạnh khỏe nữa. Chúc tất cả chúng ta là có một sức khỏe dồi dào và có một số tiền tiền vui. Xin chân trọng cảm ơn. Nữ xinh đẹp thế, áo dài truyền đẹp thế được rồi. Nào, bắt đầu. Nào, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Gia đình đoàn kết. Ơi. Còn đấy. Cảm ơn anh xinh quá. Nào, chúc tất cả phái đẹp của bọn mình mãi mãi đẹp, xinh đúng. Nào, chúc tất cả.
mời và đến việc. Dạ cũng mời mời. Đây mời đồ đây nhà bán văn nhé. Đúng đây là tôi quên rồi thì mình thấy mà. Chục triệu đô rồi cả nhé. Nào. 2.